Hậu Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời, lưu luyến trong tôi biết bao kỷ niệm đầy vơi. Anh về Vị Thanh, con nước trôi nhanh, tiếng đàn ai rao lý đêm trăng gợi nhớ bao tình. Hậu Giang ơi, em vẫn đẹp sang người, ta mến thương nhau bởi trên đồng rơi giọt mồ hôi. Ai chèo xuồng con dưới nắng thanh bình, cây trái nhà ai nặng trĩu cành ngọt như tình mình. Mày làm gì vậy mày? Đừng có nói với tao là mày trồng khoai lang rồi nha. Cả một đại dương hoa hồng thắm cho người con gái anh yêu thầm. Cái gì? Đừng có nói với tao là mày trồng hoa hồng cho Thảo nha. Ừ, Thảo rất là thích ngắm hoa. Nhưng mà tao khuyên mày, làm chuyện gì có ít đi, đừng có phung phí thời gian và sức lực, nó càng chán ghét mày hơn. Khi nụ hồng đầu tiên chớm nở, trái tim nàng sẽ tan chảy vì yêu tao. Nè, nhưng mà cái đất này không có thích hợp trồng hoa hồng. Trời, tội nghiệp quá, mắc bệnh điên gì yêu. Ai yêu mà không điên. Cả một đại dương hoa hồng thắm cho người con gái anh yêu thầm. Cả một đại dương hoa hồng thắm. Bỏ tài. Cho người con gái anh yêu thầm. Tự nhiên nói yêu mình, muốn hù tôi chết hay sao? Nhưng ánh mắt của ảnh sao giống thiệt quá à? Tỉnh táo lên, đừng để anh ta lấy mình làm trò giải trí. Alo, tôi nghe nè. Chia tay rồi. Hôm qua thấy cổ ngồi ăn thịt chó, thấy ghê quá. Tự nhiên thấy ớn lạnh luôn, cảm xúc lãng mạn mất tiêu luôn. Ok, 5 giờ nha. Kỳ vậy ta, bạn gái ăn thịt chó mà chia tay luôn. Mình đã tưới cây xong, bây giờ chỉ còn đợi hoa nở. Mình sẽ trao cho nàng một vườn hoa hồng, lúc đó Thảo sẽ thích mình. Ê.
Chuột, chuột, cái gì vậy? Chuột có gì mà sợ hả? Chuột mà anh cũng sợ nữa hả? Em làm gì vậy Thảo? Em bỏ chuột xuống dưới đi. Chuột mà anh cũng sợ nữa hả? Em bỏ chuột xuống dưới đất đi. Rồi bỏ rồi đó. Nãy anh đang nghĩ chuyện gì mà mặt đờ ra vậy? Anh đang nghĩ một chuyện rất lãng mạn. Sau này em sẽ biết. Thôi khỏi cần. Bây giờ chặt đầu lột da nói giùm em đi. Anh sợ chuột mà. Sợ cái gì mà sợ? Chuột thôi mà. Bây giờ em có kêu anh nhảy xuống núi lửa anh cũng nhảy nữa. Nhưng mà làm chuột anh không có dám đâu. Em có kêu anh nhảy xuống núi lửa đâu. Em chỉ kêu anh làm chuột thôi. Nhưng mà em bỏ chuột xuống dưới đất đi. Thì bỏ rồi đó. Bỏ rồi. Là em nói nghe nè. Gì? Anh thử tưởng tượng coi. Trong một đêm trăng sáng, thật là thơ mộng. Hai đứa mình ngồi bên nhau ngắm trăng, thật lãng mạn ơi là lãng mạn luôn. Hai đứa mình sẽ uống rượu giang, ăn thịt chuột. Trời. Em đi làm chuột giùm em đi. Nè. Mới nhát có chút xíu à mà chạy trối chết rồi. Wow, bữa nay nhiều món quá hả? Toàn là thịt không à? Em gọi bữa ăn này là thử thực. Thử thực? Nghĩa là gì? Là ăn chuột. Nè nè, món này á là tùng xảo. Có nghĩa là chuột chặt ra, ướp ngũ vị hương rồi nướng. Ngon ba. Còn món này là tứ mã phanh thay. Có nghĩa là chuột chặt ra làm tư, rồi đem đi roti. Ngon hết sảy. Mày diễn tả cái nó không dám ăn luôn à. Con gái gì mà mạnh tay mạnh chân, ăn nói phập hà vậy à? Mai mốt ai dám cưới con? Trời ơi, con đâu định lấy chồng đâu ba. Ngon. Em rảnh lắm hay sao mà bỏ công sức ra làm thịt chuột, còn đặt tên cho món ăn nữa hả? Tại vì em thèm quá. Mà hả, mình làm mình ăn nó mới đã. Ăn đi anh. Em tốn nhiều công sức lắm á. Mà món này là ngon nhất luôn á. Em nói thiệt nha, ít có người nào mà được con Thảo nó tốt nó gắp đồ ăn. Dạ, không mà ăn là phụ lòng. Nhưng mà đúng rồi đó. Ăn đi. Bớt. Bà tao nói thiệt đó. Thôi nó giỡn chơi thôi. Bỏ qua đây cho bác. Dạ 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 dạ. Con mời bác. Mời bác. Còn miếng cơm nữa nè bác. Vậy là mình không có chung sở thích rồi. Nghe chưa? Không có chung sở thích kìa. Em tìm gì vậy Thảo? Tìm gì hỏi chi? Thì anh tò mò. Em nói với anh là đi theo em, em sẽ đãi anh một món ngon. Chứ nãy giờ đi lòng vòng hoài mà có tìm được gì đâu. Mà em tìm gì vậy? Tìm chưa thấy lấy cái gì mà ăn. Mà kỳ vậy ta? Hồi trước á vườn nhà mình nhiều lắm mà. Nhưng mà em đang tìm cái thứ gì? Em tìm dế cơm, ăn ngon lắm. Dế mà cũng ăn hả? Trời ơi, anh ăn đi rồi biết. Anh biết không, dế cơm á mình ngắt đầu, bỏ ruột, chặt chân, chặt tay, chặt cánh, nhét vô trong bụng nó một hột đậu phộng, đem chiên lên ăn ngon bá cháy luôn á. Thôi anh đi trước. Thảo. Ủa, em đang bày trò chọc nó phải không? Thì ra là em bày ra mấy cái trò này hả? Anh nghe hết rồi hả? Hèn gì hôm bữa làm chuột rồi đặt tên, đặt tên là Tùng Xẻo Phanh Thay. Yếu bóng vía quá thì đừng có yêu em. Em đừng có làm quá, mai mốt nó trốn luôn á thì đừng có tiếc.
Thằng Kiệt á, thấy như vậy lập dị nhưng mà nó tốt lắm đó. Lòng bông thấy mồ, còn mê gái nữa, tốt gì mà tốt. Sự thật đó là, mà thôi, tự nó nói cho em biết. Nhưng anh bảo đảm với em á, thằng Kiệt nó là number one. Anh khai ảnh dữ quá vậy. Mà sai người thành bạn vậy, để em nghe coi. Vừa tới Úc mấy ngày đầu, anh bị mất hết giấy tờ, tiền bạc, hộ chiếu. Báo về nhà thì sợ ba lo. Đang không biết làm thế nào thì gặp thằng Kiệt. Nó là chủ tịch hội sinh viên của trường. Nó thấy anh bần thần lo lắng, nó chủ động tới hỏi. Rồi sau đó nó giúp anh làm lại giấy tờ, tìm việc làm ngoài giờ. Nó là vợ của tình của anh đó. Vậy là anh tốt thiệt, biết quan tâm tới người khác. Ủa, nhưng mà anh làm nghề gì bên đó vậy? Kinh doanh. Kinh doanh hả? Kinh doanh gì mà bỏ về Việt Nam chơi hơn tháng trời. À, hay là phá sản rồi? Em đừng có nói tầm bậy. Nó thật sự là, mai mốt nói cho em biết. Muốn tình yêu thật sự bền vững thì phải nhìn thấy mặt trái của nhau trước đã. Alo. Alo Thảo hả? Vinh nè. Mình có thể gặp nhau không? Không khí ở đây mát mẻ, dễ chịu thiệt. Ở đây á, còn thích hơn gấp mấy ngàn lần ngồi quán cà phê máy lạnh nữa. Mới có mấy năm thôi mà quê mình thay đổi nhiều quá. Đường xá thì rộng rãi, nhà cửa thì khang trang. Internet á, thì vào tới hang cùng ngõ hẻm. Thiệt là Vinh không ngờ. Biết bao nhiêu là tiền của công sức đổ vô mà. Lãnh đạo á, mà có tầm nhìn hả, thì dân được nhờ lắm. Quê mình như vậy mà không sống á, thì còn muốn đi đâu nữa. Do Thảo chưa thấy những nơi phát triển hơn, văn minh hơn thôi. Chứ Thảo mà thấy những nơi đó rồi á, thì quê mình phát triển không là gì hết. Thảo biết nhiều nơi văn minh hiện đại, giàu có, xa hoa hơn quê mình. Nhưng mà đó là xứ người. Còn ở đây á, là nơi Thảo sinh ra và lớn lên, với biết bao nhiêu là tình cảm và kỷ niệm. Thảo giống như là gốc mạ vậy đó. Chỉ khi nào mà bám vào đất ruộng á, thì mới sống được. Là Thảo suy nghĩ vậy thôi. Chứ Thảo thử thay đổi một lần xem, biết đâu Thảo sẽ thích. Không có thứ gì có thể bứng Thảo lên khỏi cái mảnh đất này. Mới nghĩ tới cái chuyện á, là phải rời xa thôi thì Thảo đã thấy nhớ rồi. Chắc là ngày mốt Vinh đi. Tại vì bên đó công việc của Vinh rất là bận. Dạ thưa ba, con mới về. Ừ. Sao bữa nay về trễ vậy? Dạ bữa nay con có hẹn với anh Vinh. Ba à, hình như anh Vinh anh sẽ về trễ hơn dự tính ban đầu đó ba. Anh nói ở đây sẽ cùng con đi tham quan nhiều nơi hơn. Anh nói là xa quê cũng lâu rồi, nên giờ về đây thấy cái gì cũng mới mẻ. Ờ, tao thấy thằng đó nó cũng hiền lành dễ thương á chứ. Dạ. À, hồi nãy á, con có hứa là con sẽ dẫn anh đi chợ nổi. Anh nói là lâu lắm rồi anh chưa có được đi chợ nổi. Chịu khó dẫn nó đi nhiều chỗ một chút. Đi lâu lâu cho nó vui. Dạ. Thôi, ba qua nhà ông Bảy có chút chuyện nghe không? Dạ. Ở nhà đó. Dạ. Thảo, em... Sao? Em với Vinh... Em với Vinh sao? Em đã đồng ý chuyện với Vinh chưa? Đó là chuyện của em, anh hỏi làm gì? Ừ, nhưng mà anh muốn biết. Em không có việc gì phải nói cho anh biết hết. Ừ, Thảo, anh có thể làm bất cứ việc gì gì em. Thiệt không? Thiệt. Ừ,
Được rồi, vậy thì mai em có việc nhờ anh đó. Anh nhìn thấy gì không? Thấy mía. Ừ, đây là rẫy mía nhà mình đó. Ừ. À, hôm nay á là tới ngày phải đánh lá mía, mà bà bận ngoài ruộng rồi, em lại bận phải có việc ở sở nông nghiệp. Ừ, anh làm giùm em nha. Ừ, không thành vấn đề. Ừ, nếu mà anh mệt á thì ở đằng kia có cái chòi kìa. Ừ. Anh qua đó nghỉ mệt nha, chừng nào hết mệt rồi ra làm tiếp ha. Ừ, thôi em đi ra sở làm việc nha. Ừ. Ờ, anh Kiệt. Hả? Chuyện gì nữa thở? Em hơi lo. Em lo gì? Em sợ anh không đánh lá mía mà anh chặt luôn cây mía của em. Trời, anh đâu có đến nỗi tệ như vậy. Anh biết phân biệt cây mía với lá mía mà. Em yên tâm đi, em cứ đi đi. Vậy em đi họp nha. Ừ. Lát nữa em về em đón. Ừ. Anh biết rồi, lá mía với cây mía. Ờ. Chết rồi. Thảo, mình lỡ hứa với Thảo, bây giờ làm cũng chết, mà không làm cũng chết. Không làm á thì Thảo la mình chết, nhưng mà mình được chết trong hạnh phúc. Không được, mình phải tạo niềm tin cho Thảo. Giờ sao ta? Mình làm hay ai làm cũng được, miễn là đánh hết lá mía. Mình thử ổng đánh lá mía vậy có quá đáng không? Giờ ai còn đánh lá mía nữa. Không được, phải cho ổng hiểu giá trị của lao động. À, phải đi chợ mua nhiều đồ về nấu nước mát. Trời dạo này nóng quá, nấu cho bà với anh Hiếu uống. Chà, cái vụ này cực à. Sao? Cây mía cao hơn tụi tao. Cái thằng này ở đâu cũng giỡn được. Sao, tụi bay có làm được không? Chuyện nhỏ. Ê, nhưng mà chuyến này là phải trả công cao à ngang. Làm mía cực hơn làm ruộng á. Tụi bay yên tâm đi, bao nhiêu cũng được. À, tụi bay nên nhớ giữ bí mật giùm tao chuyện này. Ủa, lại sao? Là sao? Nếu mà Thảo có hỏi á, tụi bay cứ nói là tao làm. Rồi. Bị con Thảo hốt hồn rồi đúng không? Ê. Hả? Sao tao thấy đàn ông của tụi mình á, lúc nào cũng để đàn bạn gái đè đầu cởi cổ hết mày. Con ngon đừng có cưới vợ. À, mày hay quá à. Mày lấy trước tao nữa. Mày sợ vợ vô quỷ. Sao? Mày yên tâm đi,
tụi tao sẽ thêm mắm thêm muối cho con Thảo xúc động, đứt đuôi con thằng lằn luôn. Nếu được vậy á càng tốt. Cảm ơn tụi mày nhiều nha. Thôi tao không lấy ơn đâu, lấy bia. Bia hả? Thôi được rồi, tụi mày cứ làm đi, tao đi mua nha. À, thôi thôi thôi, mày nói giỡn đó. Giờ này mà mày mua bia uống sao làm? Bia thì để chiều tối. À ừ, chứ giờ uống gì? Trà đá thôi được rồi. Cho thùng trà đá đi. Trà đá. Thôi tụi mày đi làm đi, tao đi mua trà đá. Ừ, nhớ làm tốt đó nha. Yên chí đi. Bây giờ mày làm đây, còn tao làm đây. Ừ, mày bên đây ha. Ừ. Đi làm về mệt, ăn canh chua với cá chiên là dễ nuốt nhất. Trời ơi, ta nói đẻ đứa con gái không còn gì để nói. Có hiếu gì mà có hiếu hết biết. Nó biết mình đi làm mệt về rồi lo mấy cái món cho mình dễ nuốt. Ai nói nữ sanh ngoại tộc, tôi phản đối liền. Con gái như vậy, số 1. Không còn gì để nói. Tuyệt vời quá con ơi. Không ngờ công tử bột như anh á mà cũng làm được việc quá ha. Anh đã hứa vì em anh sẽ làm tất cả mà. Nhưng mà lá mía cắt trầy tại anh hết trơn rồi nè, kiến cắn chân sưng phù hết trơn luôn. Biết rồi, nói hoài. Trời, mày bị gì vậy? Em có nấu nước mát từ mía lau với rễ chanh đó. Mấy bữa nay thời tiết nóng nực quá cho nên em nấu cho cả nhà uống. Chứ không phải em thấy anh làm mệt em nấu cho anh uống hả? Ừ, anh dở tưởng tượng quá ha. Nè, nãy giờ tao hỏi mày mấy lần, mày làm gì mày mệt? Thì tao đi đánh lá mía. Mày đi đánh lá mía hả? Ừ. Trời đất ơi. Ba, đứa nào tính đi đánh lá mía? Thằng Kiệt ba. Dạ, con đánh xong từ hồi chiều rồi. Cái gì? Sao thằng Kiệt đi đánh lá mía? Thảo kêu con làm á. Mày cũng nghe lời em tao ghê ha. Sao con vô phép vậy? Sao tự nhiên con kêu Kiệt đi làm? Ừ, tại con thấy ảnh rảnh quá mà ba. Nhờ chút xíu đâu có sao đâu. Không có được nhờ như vậy. Thằng Kiệt nó đâu có biết đánh lá mía đâu mà vô nó trầy xước, nó đứt tay đứt chân sao? Con... Dạ không sao đâu bé. Hồi ở Úc á, con cũng đi cắt cỏ thuê cho người ta kiếm tiền hoài à. Trời. Dạ, lao động khỏe, ăn cơm cũng thấy ngon hơn. Có không đó à nha. Dạ, thì những lúc tao với mày cắt cỏ, tao phụ tiền nhà với mày đó. Đúng rồi ba, đúng rồi đó, con quên. Dạ. Dạ. Làm mệt mà ăn mấy món ăn của em chắc tỉnh táo hẳn. Anh không cần phải khách sáo. Thôi được rồi, tóm lại á là con Thảo nấu đồ ăn dở tệ nhưng mà nó nấu nước mát cho mày á thì được, là có phước lắm rồi đó. Vậy à, hả? Quên mất, để em lấy nước mát cho uống nha. Ba ăn cơm đi ba. Ăn đi. Dạ. Nè, thưởng công cho anh đó, uống đi. Ngon lắm đó. Vậy mà tưởng nấu cho mình thiệt là... mát lắm đó. Thơm quá. Ờ, uống thử coi. À đúng nha. Ừ, quý lắm mày mới nấu cho đó. Vậy hả? Ngon không? Ừ, ngon quá. Chứ gì nữa. Ôi. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm ba. Ăn cơm đi con ăn. Ừ. Con mời bác ăn cơm. Ờ. Con mời bác ăn cơm. Cảm ơn. Bác ăn thịt nè bác. Ăn đi, nó nấu cho con đó con. Dạ. Ăn đi. Ừ.
Hôm nay á, mình sẽ đi bắt ốc bu vàng. Ốc bu vàng? Bắt về ăn hả? Không, thứ này có hại cho môi trường, không có ăn được. Nè, để em chỉ anh. Đây á, là ốc bu vàng. Còn đây á, là trứng của nó. Chừng nào mà anh thấy hai cái thứ này á, thì anh cứ bắt rồi bỏ vô rổ này cho em. Sao thấy gớm quá vậy? Đừng có nói là ốc mà anh cũng sợ nữa nha. Không phải, anh chỉ muốn hỏi em á, là những con ốc bu vàng này ở đâu ra thôi. Nói tới á, càng bực thêm. Nông dân của mình á, hiền lành cho nên bị gạt. Nhiều năm trước á, người ở bên Trung Quốc mang cái giống ốc này qua cho bà con mình nuôi, nói là sẽ thu mua lại với giá cao. Mua được vài lần á, rồi họ bỏ đi mất tiêu luôn. Ốc á, thì sinh sôi nảy nở, phá hoại môi trường, mà diệt hoài thì không có hết. Ờ, độc thiệt ha. Những cái sinh vật mà ngoại lai vậy nè, rất là nguy hiểm. Ở bên Úc của anh á, muốn mà trồng cái gì á, hay là nuôi con gì đều phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Để chuyện này xảy ra thì phòng nông nghiệp cũng phải có trách nhiệm. Mà thôi, em với anh á, đừng có nhắc chuyện này nữa. Anh xuống đây bắt ốc chung với em đi, để lát nắng lên mệt bây giờ. Ừ, thôi, đưa đây. Rồi, em về đi. Không, bữa nay em làm với anh. Thôi, không cần đâu. Một mình anh làm được rồi. Một mình anh làm sao xuể? Được mà, hôm qua nguyên ruộng mía anh còn làm nổi. Bữa nay anh bị sao vậy? Không muốn em làm chung với anh hả? Tất nhiên không phải, anh chỉ sợ em mệt thôi. Ừ, anh mệt thì có. Làm đi. Anh nhìn cho kỹ nha, từng bờ ruộng gốc lúa trứng hay bám vào đó đó. Ờ, nó giống trứng cá quá hả? Nói chân anh không có sao đâu, mà hồi nãy cũng chích ngừa phong đòn gánh rồi, không có chết đâu mà lo. Em lo cho anh như vậy, có chết anh cũng chịu nữa. Anh điên quá. Đau không? Đau lắm. Hôm nay em bắt nó làm cái gì mà bây giờ nó ngủ mê mệt tới giờ chưa dậy nữa kìa. Hồi trưa nay ảnh lội ruộng đạp trúng miệng chai, cho nên phải mai lại hết mấy mũi. Trời ơi, xem ngược đãi nó dữ vậy. Thì tại mà thôi, anh gọi ảnh dậy ăn cơm đi. Ảnh ngủ được một giấc như vậy chắc cũng khỏe rồi đó. Ừ, để anh kêu nó dậy. Thấy nó ngủ lì bì vậy chắc là có vấn đề đó.
Thôi để anh qua anh kêu nó thử coi nha. Ừ. Kiệt, Kiệt, về đi mày. Trời đất ơi, Kiệt, Kiệt ơi, mày sao vậy? Tôi lạnh quá. Sao nóng quá vậy? Chắc bị sốt. Thảo ơi. Thảo. Thảo, Thảo. Thảo ơi, dạ. Thảo, Thảo. Dạ. Cho anh cái khăn nóng đi Thảo ơi. Kiệt, Kiệt. Nhanh, 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 nhanh đi em. Lạnh quá. Ủa, sao kỳ vậy? Hồi sáng nó có sao đâu. Y tá cũng chích ngừa rồi mà. Sao bây giờ sốt vậy ta? Kiệt à, mày thấy trong người sao rồi Kiệt? Tôi lạnh quá. Chứ tôi không qua khỏi quá. Mày đừng có nói bậy, mày sẽ qua khỏi mà. Tao có mệnh hệ gì? Mày nói với ba tao cho tao xin lỗi nha. Mày không sao đâu mà Kiệt. Trời ơi, Thảo, lấy cho anh nước ấm, làm cho nó mất sốt. Ý, ý, không được đâu anh ơi. Ừ, em thấy không ổn đâu, nha, tránh ra. Không được rồi anh ơi, anh sốt cao quá. Phải đưa đi bệnh viện thôi. Đưa bệnh viện Sài Gòn luôn đi. Ở đây có chuyện gì xảy ra không được đâu. Thảo, Thảo, dạ. Em ra ngoài gọi xe giùm anh đi. Dạ. Ráng lên. Anh Kỳ có sao không bác sĩ? Vết thương bị nhiễm trùng, may mà đem tới đây kịp thời, chứ nếu không chuyển qua cấp tính thì rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Sao cậu ấy bị thương vậy? Vết cắt sâu quá. Dạ, ảnh đập trúng miệng chai ở dưới bụng á. Kiệt á, đã muốn làm gì rồi á thì không ai cản được đâu. Mà cô quen sao với cậu ấy vậy? Dạ, anh của tôi á là bạn thân của anh Kiệt. Anh ở nhà tôi á cả tháng nay rồi. Vậy á mà tới lúc bệnh á mới chịu tới tìm tôi. Bộ bác sĩ cũng quen biết với anh Kiệt nữa hả? Kiệt á là bạn thân của tôi, mà cũng là ân nhân của tôi. Phòng khám này á nhờ Kiệt giúp mà có. Anh Kiệt giúp hả? Ủa, thiệt gì hả bác sĩ? Tôi quen Kiệt á khi chúng tôi đi làm từ thiện ở chiến dịch từ trái tim đến trái tim. Biết tôi có tâm nguyện muốn mở một phòng khám sang trọng, đầy đủ tiện nghi để chữa bệnh cho giới trung lưu, nhằm ổn định nguồn thu gây quỹ từ thiện để có thể khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Kiệt đã ủng hộ tôi cả tinh thần lẫn vật chất. Vậy là phòng khám Bulicare đã ra đời. Bộ Kiệt không nói gì với cô sao? Dạ, lúc bệnh á, anh muốn vô đây thì cả nhà mới biết. Bác sĩ nói là bị nhiễm trùng phải nằm viện theo dõi hả? Có cần em giúp gì không? Nếu mà có chuyển biến gì á, anh nhớ gọi về cho em nha. Dạ. Anh Hiếu nói có phòng bệnh riêng, y tá cập nhật tình hình bệnh nhân hàng giờ. Bệnh viện tư có khác, vậy mới mau khỏi. Chứ đã bệnh mà còn chen chút chật chội, trời ơi. Tôi nghe nói đó hả, báo đăng đó, một phòng gì mà chen chút 9-10 người nhét vô kiểu đó, bệnh nặng càng nặng thêm. Thiệt là nghĩ thương người dân nghèo của mình, thiệt thòi nhiều quá. Chuyện này anh đừng nói cho Thảo biết, tôi không muốn cho cô ấy lo lắm. Nhưng không thể giấu mãi được. Coi như đây là lần cuối cùng tôi cầu xin anh, anh hãy giữ kín chuyện này giùm tôi. Tại sao phải vậy chứ? Chắc tôi chỉ còn tối đa 2 tháng nữa để ở bên cô ấy. Tôi muốn cô ấy luôn được vui vẻ và không suy nghĩ gì nhiều hết. Nếu biết tình trạng của tôi chỉ làm cho mọi chuyện thêm phức tạp.
Nhưng tình hình lúc này, tôi xin anh hãy làm theo lời tâm nguyện của tôi. Đó là tâm nguyện của một kẻ sắp... Thôi được rồi. Cảm ơn anh. Cậu nghỉ ngơi đi. Anh Kiệt. Có chuyện gì vậy Thảo? Em biết hết rồi. Anh còn sống 2 tháng mà sao anh giấu em? Tại vì anh không muốn em buồn. Thôi anh đừng có nói nữa. Ba ơi, anh Kiệt sắp chết rồi. Cái gì? Anh còn sống được có 2 tháng nữa thôi à. Làm sao bây giờ ba? Nhưng mà thôi, con đừng có khóc nữa. Sống chết có số. Có khóc á cũng không có giải quyết được cái gì. Phải ráng làm sao cho những ngày còn lại nó được vui vẻ. Dạ, con biết rồi. Báo cho người nhà nó biết chưa? Dạ, nó không cho. Không cho luôn hả? Chắc là nó có lý do của nó. Mà thôi, cứ nghe lời nó đi. Nó cũng có dự tính hết rồi. Dạ, vậy con vô con coi ảnh nha ba. Chứ coi chừng nó chết nó không nhắm mắt đó. Tội nghiệp cái thằng. Mới có 20 mấy tuổi. Ông nói cái gì vậy? Cái gì mà 20 mấy tuổi? Tôi nói thằng Kiệt. Nó làm sao rồi? Nó đỡ chưa? Tệ. Tệ dữ lắm rồi. Sao? Phải cưa chân hả? Sao bà ác dữ vậy? Bà không biết cái gì bà nói bậy không? Chứ làm sao tôi biết? Sao nó tệ? Thì tệ chỉ có trường hợp là tháo khớp thôi chứ có gì đâu mà. Có cái còn tệ hơn nữa. Là sao? Mà nói ra cũng không giải quyết được gì đâu. Nghe đồn nó còn tạm trú ở trần gian này có 2 tháng nữa thôi. Trời, nghe mà đứt ruột. Bà ghét nó gần chết. Bà đặt đạo đức giả. Đứt ruột. Tôi không có ghét nó. Tôi chỉ ngứa mắt cái chuyện là tại sao nó ở không mà đi lông bông thôi. Cái thằng nó dễ thương, ai nỡ ghét nó. Vậy mà hồi nào giờ tôi cứ tưởng đâu là... Tại tánh tôi không có dịu dàng nên nhiều người tưởng tôi ghét họ. Chứ thiệt ra tôi thương đứt ruột đứt gan. Thời gian ngắn ngủi còn lại, anh có tìm được vị trí nào trong lòng của em không? Thực ra từ rất lâu anh đã có một vị trí trong tim em. Vậy anh muốn mình yêu nhau cho dù chỉ còn có vài tháng, được không em? Càng đi vậy? Ủa, cô gọi tôi sao? Có chuyện gì không? Xin bác sĩ hãy cho tôi biết bệnh tình của anh Kiệt ra sao vậy hả bác sĩ?
chắc là anh Hiếu sẽ về trong nay mai đó ba. Nó có gọi về hả? Ừ. Con kêu anh về, mà anh nói á là để kiếm thêm một số vốn nữa mới về. Dạ. Vậy uống nước gì? Ừ. Con uống đi, uống đi. Có chuyện gì không gì? Tao tức cho mày. Tức gì? Con có hiểu. Phải rồi. Ấu tốt với con mình đâu sao. Tao bị bệnh là đáng lắm mà.